văn hóa và lịch sử. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay, văn hóa và lịch sử tiếp tục gửi tới quý vị câu chuyện Thánh Gióng đánh giặc Ân. Chuyện Thánh Gióng chắc hầu hết các bạn đều đã từng một lần trong đời được nghe. Nhưng chuyện Thánh Gióng đánh giặc Ân mà văn hóa và lịch sử gửi tới quý vị và các bạn sau đây bằng một cách tiếp cận hoàn toàn mới. Thông qua câu chuyện, các bạn cũng sẽ hiểu hơn một phần lịch sử gốc gác của ông cha ta ngay từ thời vua Hùng. Thời vua Hùng, lịch sử chỉ truyền lại qua các truyền thuyết dân gian. Thánh Gióng đánh giặc Ân. Nước Văn Lang từ đời vua Hùng thứ nhất đến đời thứ sáu, đất nước thanh bình, nhân dân chăm chỉ làm ăn. Vua cùng dân vào rừng săn thú, lên nương cấy trồng. Mùa xuân mợ hội tưng bừng, gái trai nhảy múa kết đôi. Cuộc sống tuy còn hoang sơ, vất vả nhưng thật ấm êm. Bây giờ ở phương Bắc có tên Bạo Chúa lên làm vua nhà Ân. Sau khi đã sát hại hết những người mà hắn xem là nguy hiểm cho ngôi vua của mình, hắn liền gây chiến với các nước lân bang. Năm ấy, tên Bạo Chúa phái quân tướng sang xâm lược bờ cõi nước ta. Chúng đi đến đâu tàn phá đến đấy, đốt phá làng mạc, bắt hết trâu bò lợn gà, giết người vô tội. Đang quen sống cạnh thanh bình, nhà vua và quần thần mãi vui, quên không lo phòng bị, nên trở tay không kịp. Các lạc tướng chống cự không nổi, thua chạy khắp nơi. Chỉ có Hùng Linh Công, cháu của vua Hùng, làm lạc tướng ở Mạn Kinh Bắc, còn cầm cự được một thời gian, nhưng rồi cũng phải rút về Mạn Hiệp Hòa cố thủ và chiêu mộ thêm quân. Tại kinh đô, vua Hùng ngày đêm lo lắng không yên. Một đêm, vua nằm mộng thấy thần nhân mách bảo có tướng nhà trời đã giáng trần để cứu dân cứu nước. Vua bèn sai sứ giả đi khắp hang cùng ngõ hẻm trong nước tìm người tài ra đánh giặc. Bấy giờ ở làng Phủ Động có hai vợ chồng già phúc đức chăm chỉ làm ăn. Hai ông bà ước ao có được một đứa con. Một hôm, bà ra đồng trông thấy có một vết chân to khác thường, liền đặt bàn chân mình lên ướm thử. Không ngờ về nhà bà thụ thai và 12 tháng sau sinh một bé trai, mặt mũi rất khôi ngô. Hai vợ chồng mừng lắm, mong con lớn lên từng ngày. Nhưng đứa bé đến khi lên 3 vẫn không biết nói, biết cười, cứ đặt đâu thì nằm đấy. Chú bé thường đặt nằm trong một chiếc nôi đan treo trên gióng tre đung đưa, nên mọi người gọi chú là Gióng. Chẳng may bố mất sớm, mẹ một mình chăm bẵng nuôi Gióng. Chẳng quản khó nhọc sớm hôm, nhưng vẫn xót xa thương con, không biết sau này sẽ sống ra sao. Lại nói đến chuyện sứ giả đến làng Phủ Động bắc loa kêu gọi, ai nấy chỉ biết nhìn nhau mà chẳng dám xung phong. Bỗng đứa trẻ cất tiếng nói bảo mẹ, mẹ ra mời sứ giả vào đây. Sứ giả vào, đứa bé bảo, ông về tâu với vua sắm cho ta một con ngựa sắt, một cái roi sắt và một tấm giáp sắt, ta sẽ phá tan lũ giặc. Sứ giả lấy làm lạ nhưng cũng về tâu vua.
nhà vua truyền thợ rèn làm gấp những gì chú bé dặn. Các bể lò rèn ngày đêm đỏ lửa. Trong khi đó, ở làng, chú bé lớn nhanh như thổi, cơm ăn mấy cũng không no, áo vừa mặc xong đã căng đứt chỉ. Sức ăn, sức lớn của chú còn truyền tụng đến ngày nay. Bảy năm cơm, ba năm cà, uống một hớp nước cạn đà khúc sông. Bà con làng trên xóm dưới thảy đều vui lòng gom góp gạo thóc nuôi chú bé. Ai cũng trông mong chú bé sẽ giết được giặc, cứu được nước. Dân làng Trạ xa gần nườm nượp đầu quân theo gióng đánh giặc. Có người đánh cá, có cô cắt cỏ, có người đập đất, có trẻ chăn trâu, vân vân. Vừa hay sứ giả đem ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt đến. Chú bé vùng dậy vươn vai biến thành một tráng sĩ, mình cao hơn trượng, oai phong lẫm liệt. Tráng sĩ bước lên vỗ vào mông ngựa, ngựa hí dài mấy tiếng vang dội. Tráng sĩ mặc áo giáp, cầm roi nhảy lên mình ngựa. Ngựa phun lửa, tráng sĩ thúc ngựa phi thẳng đến chỗ quân giặc, đánh giết hết lớp này đến lớp khác, giặc chết như ngả dạ. Quân giặc thua, chạy đến miền Vũ Ninh, thì cũng vừa lúc đội quân của Hùng Linh Công từ Hiệp Hòa kéo đến chặn đánh. Gióng hợp quân cùng Hùng Linh Công đánh cho quân giặc một trận tả tơi, roi sắt gãy, gióng liền nhổ những cụm tre cạnh đường quật liên hồi vào quân giặc. Giặc tan vỡ, đám tàn quân dâm đạp lên nhau chạy trốn. Ngựa gióng đuổi theo đến chân núi Sóc, Sóc Sơn thì dừng lại. Tới đỉnh, chàng từ từ cởi bỏ giáp sắt, rồi cả người cả ngựa bay lên trời. Người ta kể rằng những bụi tre đằng ngà ở huyện Gia Bình vì bị ngựa phun lửa cháy mới ngả màu vàng óng như thế. Còn những vết chân ngựa nay thành ao hồ liên tiếp. Người ta còn nói khi ngựa thét lửa, lửa đã thiêu cháy một làng, cho nên làng đó về sau gọi là làng cháy. Nhân dân tôn xưng Thánh Gióng là một trong bốn vị thánh bất tử sống mãi trong lòng dân tộc. Hàng năm, lễ hội gióng được tổ chức ở nhiều nơi xung quanh Hà Nội như hội gióng Lệ Chi, Gia Lâm, hội gióng Xuân Đỉnh, Từ Liêm, hội gióng Bộ Đầu, Thường Tín, vân vân, là những nơi có dấu vết liên quan đến sự tích Thánh Gióng. Nhưng nổi tiếng nhất là hội gióng ở Phù Đổng, quê hương của gióng, và hội gióng ở Sóc Sơn, nơi gióng cưỡi ngựa bay về trời. Ai ơi mùng 9 tháng 4, không về hội gióng cũng hư mất đời. Đó là những lời ghi nhớ về hội gióng Phù Đổng. Còn hội gióng ở Sóc Sơn tổ chức vào ngày mùng 6 và mùng 7 tháng Giêng là ngày Thánh Hóa. Tổ chức UNESCO đã công nhận hai hội gióng trên là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Văn hóa và lịch sử rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn bằng cách bình luận, đăng ký kênh, đặc biệt là đăng ký kênh Văn Hóa và Lịch Sử, để tiếp thêm động lực tinh thần cho Văn Hóa và Lịch Sử tiếp tục nỗ lực tìm tòi nghiên cứu để giới thiệu với quý vị và các bạn những câu chuyện lịch sử, những vấn đề lịch sử, những nhân vật lịch sử được sâu sắc, được chặt chẽ và hấp dẫn hơn. Hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất về văn hóa và lịch sử dân tộc Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe câu chuyện
Xin chào và hẹn gặp lại.